Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 3, lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Sách giáo khoa môn toán lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 18 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài đầu tiên này, 1.18. 1.18 thì yêu cầu cái gì? Viết các cái số 125 này, 3.125 dưới dạng lũy thừa của năm. Lũy thừa của năm tức là gì? Cơ số là gì? Cơ số là 5 đúng không? Đấy, như vậy thì ta có này, ta sẽ có số 125. Các em phân tích giống như chúng ta học ở lớp 6 á, phân tích nó ra gì? Thừa số nguyên tố đó các em, đúng không? Như vậy thì 125 này này sẽ bằng 25 nhân 5 đúng không? Vậy thì sẽ là 5 nhân 5 nhân 5, đúng không? Đúng chưa nào? Vậy thì ở đây 3 số 5 nhân nhau là 125. Vậy thì 1, 2, 5 sẽ bằng cái gì đây? 5 mũ mấy? 5 mũ 3. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, tiếp theo này, mình cũng sẽ có này, bao nhiêu? 3.125. Như vậy các em cũng phân tích nó ra thừa số nguyên tố xem nào. À, như vậy thì thằng này nó sẽ bằng mấy? 5 con số 5 nhân với nhau đúng không nào? À, đấy, mình phải áp dụng cái kiến thức ở lớp 6 mình đã gì? Đã học. Được chưa? Đấy, như vậy thì 5 con số 5 nhân nhau thì chúng ta sẽ có, vậy 3, 1, 2, 5 sẽ bằng mấy? 5 mũ gì? 5 mũ 5. Được chưa? Khá là dễ dàng. Rồi, sang bài tiếp theo. 1.9. Viết các cái số dưới dạng lũy thừa cơ số 1/3. Đấy, tức là gì? Cái số này này, các em phải phân tích nó ra là cơ số là mấy? 1/3 cho thầy. Đúng không nào? Đó. Như vậy thì mình cũng chỉ áp dụng giống như ở bài 1.18 thôi. Ta cũng có này. Ta có này. 1/9 tất cả mũ 5. Đấy, thì nó sẽ bằng, mình phân tích nó ra dạng gì? Lũy thừa của gì? Của lũy thừa các em. À, thì nó sẽ là 1/3. 1/3 tất cả lũy thừa gì? Thừa 2. Rồi, tất cả lũy thừa mấy? Lũy thừa 2 với mấy? 2 với 3 sẽ là 5 đúng không? À, như vậy đây sẽ là lũy thừa gì? Lũy thừa 5. Được chưa? Hãy đừng em nào hỏi vì sao? Vì sao là cái có 1/3 ở đây nhá, thì tức là gì? 1/9 nè. Thì nó sẽ bằng gì? 1/3 nhân với 1/3. Đúng không? 1 nhân 1 là 1, 3 nhân 3 là 9, nên cái thằng 1/9 này các em sẽ bằng 1/3 nhân 1/3. 1/3 nhân 1/3 thì có phải nó bằng 1/3 tất cả mũ 2 không? Đấy, đây này nha. Rồi, đến đây thì các bạn đã thấy ổn chưa? Dễ dàng rồi nhá. Thì áp dụng cái gì? Lũy thừa của lũy thừa này. Đấy, như vậy thì đến đây chúng ta làm luôn này. Vậy thì nó sẽ bằng 1/3. 2 cộng mấy? 2 cộng 5. À, xin lỗi, đây là nhân chứ đâu phải cộng nhỉ. Rồi, 2 nhân 5. Như vậy thì sẽ bằng 1/3. 2 nhân 5 mấy? Là 10, mũ 10. Ổn chưa? Rồi, tương tự như vậy, đối với 1/27 thì các em cũng lại phân tích cái thằng này ra thôi. 1/27 nè, mình cũng áp dụng là ta có nhá. Này thì ghi đây nhá, không có là nhiều em này. Ta có này,
1/27. Được chưa? Các em ghi lại đúng cái đề của nó. Tất cả mũ gì? Mũ 7 nè. Thì sẽ bằng cái gì? À, chúng ta thấy nè, 1/27 nè. 1/27 thì có phải là bằng 1/3 nhân 1/3 nhân với 1/3 không? Đúng không? 3 x 3 là 9, 9 x 3 là 27 nè. Nên nó sẽ là 1/3. Mũ gì? Mũ 3. Và tất cả đây là mũ gì? Mũ 7 nè. Đó. Ổn chưa? Đấy, như vậy thì đến đây thì bạn nào không biết làm rồi, nó sẽ là 1/3 mũ 3 nhân cho 7. Được chưa? Được chưa nào? Đây là lũy thừa của lũy thừa nhá. Rồi thì nó sẽ bằng 1/3 mũ gì? 20, 21. Đấy, cơ số 1/3. Xong. Bài 1.20. 1.20 thì yêu cầu này, thay mỗi một cái dấu hỏi chấm bởi một lũy thừa của 3. Đấy, một lũy thừa của 3. Được chưa? Biết rằng từ ô thứ 3, ô thứ nhất, ô thứ hai, đây ô thứ 3 này, lũy thừa cần tìm là tích của hai lũy thừa ở ô liền trước nó. À, tức là ô này này thì sẽ bằng 3 mũ gì? 3 mũ 0 nhân 3 mũ 1. Vậy thì 3 mũ 0 nhân 3 mũ 1 tức là sẽ bằng 3 mũ 0 cộng gì? Cộng 1. Đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng 3 mũ mấy? 3 mũ 1. Hiểu chưa? Đấy, vậy thì anh này sẽ là 3 mũ gì? 1. Vậy thì ô tiếp theo này, ô này sẽ là 3 mũ 1 nhân cho 3 mũ 1 thì sẽ bằng 3 mũ 1 cộng 1 bằng 3 mũ gì? 3 mũ 2. Được chưa? Vậy anh này là 3 mũ 2. Anh em có thể nhầm luôn này. Anh này sẽ là 3 mũ 1 nhân 3 mũ 2. Vậy thì 1 cộng 2. Đây sẽ là 3 mũ 3. Anh này sẽ bằng 3 mũ 2 nhân 3 mũ 3. Thì 2 cộng 3 là 5. Đây sẽ là 3 mũ gì? 3 mũ 5. Anh này sẽ là 3 mũ 3 nhân 3 mũ 5. Thì sẽ bằng 3 mũ gì? 3 cộng 5 là 3 mũ 8. Được chưa? Đấy, các em phải hiểu được cái bài toán người ta hỏi cái gì. Xong chưa? Rồi, mình đến bài tiếp theo, 1.21. Người ta yêu cầu là không được sử dụng máy tính, mà chúng mình phải tính nè. Nếu không dùng máy tính thì chúng ta sẽ dùng kiểu khác, đúng không? Đấy thì sẽ gọi là tính tay. Rồi, câu A, 1.21. Mình có câu A. Âm 3 mũ 8 biết âm 3 mũ 7 thì bằng này. À, như vậy họ đã cho mình nè, tính là cái thằng này âm 3 tất cả mũ 8. Vậy thì mình áp dụng cái tính chất này. A mũ gì? N này. Đúng không? A mũ N nhân với A mũ M thì bằng A mũ N cộng gì? Cộng M. Vậy thì 8 này này, các em hãy tách cái thằng 8 này ra này. 8 này này thì nó sẽ bằng gì? Bằng 7 cộng 1. Đúng không? Đấy, mình tách ra. Vì sao người ta đã cho đây là 3 mũ 7 đây nè. Đó, hiểu chưa? Vậy thì tách anh này ra thì nó sẽ bằng âm 3 mũ 7 nè nhân âm 3 mũ mấy? Âm 3 mũ 1 thôi. Đúng chưa? Đấy, đến đây thì mình chỉ thay cái số này vào thôi nè. Như vậy thì âm 3 mũ 7 người ta cho ở đây bao nhiêu? Âm 2187 nhân cho âm 3 mũ 1 tức là nhân cho âm gì? Âm 3. Đúng không? Nhân âm 3. Đấy, như vậy đây số âm nhân với số âm thì sẽ ra một số gì? Số dương. Kem nhân lên 8, 7 x 3 21, viết 1 nhớ 2. 8 x 3 24, nhớ 2 là 26, viết 6 nhớ 2. 1 x 3 là 3, 3 nhớ 2 là 5, và 2 x 3 là 6. Xong chưa? Khá dễ dàng nhé.
Rồi tương tự như vậy mình sẽ có câu B. Tính âm 2/3 tất cả mũ 10, 12. Và người ta cho biết âm 2/3 mũ 11 nó bằng này. Đấy thì các em cũng làm giống như đây thôi. Như vậy nó sẽ bằng gì? Âm 2/3 mũ gì? Mũ 11 nhân âm 2/3 mũ gì? Mũ 1. Được chưa? Ở đến đây các em thay cái số vào này. Biết này, thằng này là bằng bao nhiêu? Âm 2048 chia 177.000. Rồi, bao nhiêu? 140.17. Các em nhân cho nó bao nhiêu? Âm 2/3. 2/3 mũ 1 là 2/3 đúng không? Đấy, vậy thì đây là âm nhân với âm này thì nó sẽ ra một số gì? Số dương. Như vậy giờ mình chỉ cần lấy tử nhân với tử và mẫu nhân với mẫu này sẽ là âm 2048 nhân cho âm 2 trên bao nhiêu? 177.147 nhân cho mấy? Nhân cho 3. Rồi các em nhẩm nó ra. 8216 rồi đó, các em nhân lên thì đã được bao nhiêu? 4096 trên 59.049. Đấy, như vậy hai thằng này thì mình sẽ xem nó có cùng chia hết được cho 3 không. 4 với 9 13, 13 với 6, 13 với lại 6 là 18. Anh này chia cho 3. Rồi, 9 5 14. 14 với 4 là 16, 16 với 9 25. Như vậy tận cùng là 5. Thì không chia cho 3. Như vậy để ở đây thôi, chúng ta không rút gọn được nữa nhé. Rồi. Bài tiếp theo, bài số 2, 1.22. 1.22 này. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ. Đó, lũy thừa của một số hữu tỉ nha các em. Yêu cầu là lũy thừa của một số hữu tỉ. Như vậy thì chúng ta lũy thừa số hữu tỉ tức là gì? Chúng ta đưa hai cái số này này phải cùng gì? Cùng một cơ số. Được chưa? Hoặc là gì? Chúng ta đưa hai cái số này này về dạng hai lũy thừa có cùng gì? Số mũ cho thầy. Đó, sau đó mình áp dụng cái công thức. Rồi, như vậy chúng ta bắt đầu làm đi. 15, câu A nhé. 15 này, mũ 8 này, nhân cho 2 mũ gì? Mũ 4. Như vậy thì các em sẽ tách cái thằng này ra này. 8 này chúng ta sẽ biết nó bằng 4 x 2 đúng không? Đấy, vậy thì sẽ là 15 này. Mũ này, 8 thì có phải là 4 x 2 không? Được chưa? Đấy, nhân cho 2 mũ gì? 2 mũ 4. Chỗ này được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây thì chúng ta sẽ thấy này. Nó có chung số mũ là 4 này. Thì sẽ bằng 15 mũ 2, đúng không? Đúng không? Tất cả mũ gì? Mũ 4 này, nhân cho mấy? Nhân cho 2 mũ 4. Đến đây được chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ tính cái thằng này ra. 15 mũ 2 tức là 15 nhân với 10, 15. 15 x 15 là 225. Mấy phần này ở lớp 6 mình đã làm rồi. Mũ gì? Mũ 4 nhân 2 mũ 4 giữ nguyên này. Đấy. Rồi, đến đây thì chúng ta đã thấy nó có chung gì đây? Chung gì? Chung lũy thừa này nè. Thì sẽ bằng 225 nhân cho 2 tất cả mũ gì? Mũ 4. Lũy thừa của một tích thì bằng tích các lũy gì? Lũy thừa này. Đấy. Nhớ nha, lũy thừa một tích là tích các lũy thừa đó, bài mình học rồi. Như vậy các em nhân thằng này lên. 52 là 10 với 0 nhớ 1, 22 là 4 nhớ 1 là 5, 2 x 2 là 4. Như vậy sẽ là 450 mũ 4. Ổn chưa? Đấy, câu A xong nha. Rồi.
Giờ đến câu B. Đây thầy sẽ quay đây. Câu B. 27 mũ 5 chia cho 32 mũ 3. Lũy thừa của một thương thì bằng gì? Thương các cái lũy thừa. Như vậy mình thấy đây là 5 này, đây là 3 này. Thì chúng ta phải biến đổi cái thằng này ra là gì? Lũy thừa 3 này. Hiểu không? Rồi, vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 5 thì có phải 27 nè. 27 thì có phải là 9 x 3 không? 9 x 3 tức là nó sẽ bằng 3 mũ gì? 3 mũ 3. Tất cả mũ gì? Mũ 5, tức là thằng 27 này bằng 3 mũ 3 này các em, tức là bằng mấy? Bằng 3 nhân cho 3 nhân cho 3. Hiểu chưa? Thì thằng này là bằng thằng gì? 27 nè. Hiểu chưa? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta tiếp tục viết là bao nhiêu? 32 mũ 3. Đến đây hiểu chưa? Đến đây hiểu chưa nào? Hiểu rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình thấy nè, anh này mũ 3, anh này mũ 3 nè. Đưa nó vào thôi. Xong từ từ nữa đi. Phân tích tiếp cái thằng này ra. Rồi nãy thầy không phân tích cái thằng 32 ra nhỉ. Dại quá. Rồi, 32 này thì sẽ bằng 2 5 mũ mấy? 5 mũ 3. Đúng không? Tức là gì? 2 x 2 x 2 x 2 x 2, 5 con số 2 nhân với nhau thì nó bằng bao nhiêu? 32 nhá. Nên cái thằng này sẽ bằng 2 mũ 5 nè. Hiểu chưa? Không có nhiều bạn này bảo không biết ở đâu thầy đẻ ra. Rồi. Đến đây thì chúng ta lũy thừa của một thương thì bằng thương các lũy thừa. Vậy thì đây sẽ là 3 mũ gì? Ở đây mũ 3 chứ nhỉ? Mũ 3 nhân 5. Được chưa? Đây là lũy thừa của lũy thừa chia cho 2 mũ 5 nhân 3. Vậy thì 3 x 5, 5 x 3 như nhau này các. Đấy, thì sẽ là 3 mũ 10, 15 chia cho 2 mũ 10, 15. Được chưa? Vậy thì đây lũy thừa của một thương thì sẽ bằng thương các lũy thừa, tức là bằng 3 phần 2 tất cả mũ 10, 15. Đấy, hiểu chưa? Rất là chậm rãi, từ từ cho chúng ta nắm nhé. Học ở đây nếu không học nữa thì các bạn còn đi học kênh nào, đúng không nào? Rồi, bài 1.23 yêu cầu mình tính một cái tích đây. Nhìn cái bài này thì nhìn có vẻ cũng hơi rắc rối một tí đó, đúng không? Nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy thì chúng ta cứ yên tâm. Rồi, câu A 1.23. Câu A này. Như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy đã là gì đã nào? Một cái tổng này với lũy thừa 2. À, và anh này không có gì hết. Ngoặc ra 1 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 4 tất cả mũ 2 nhân cho 2 cộng 3 phần 7. Rồi, như vậy ở đây phải quy đồng ở trong này đúng không? Mẫu chung ở đây là mấy? Mẫu chung ở đây là mấy? Là 4 đúng không? Vậy thì thằng này sẽ là 4 trên 4 nè. Được chưa? Cộng với thừa số phụ đây sẽ là 2. 2 x 1 là 2. 2 x 2 là 4. Trừ 1 phần 4 giữ nguyên nè. Tất cả lũy thừa 2 giữ nguyên nè. Đến đây thì đừng bạn nào nói không làm được nhá. Anh này quy đồng mẫu là mấy? 7. Vậy thì 7 x 2 14 trên 7 cộng cho 3 trên 7. Đó, bài toán đến đây là quá dễ dàng rồi. Thầy đã mở được cái nút rồi đấy nhá. Thực hiện phép tính thôi. Cộng trừ các phân số cùng mẫu sẽ là 4 cộng 2 trừ 1 tất cả trên 4. Thực ra bước này các em không cần làm. Nhẩm nó ra rồi. Ở đây sẽ là 14 cộng 3 tất cả trên 7. Được chưa? 4 cộng với 2 6, 6 trừ đi 1 thì còn mấy? Còn 5. Như vậy thì thằng này chỉ còn bao nhiêu?
5/4 tất cả mũ 2 nhân 14 cộng với 3 là 17 mũ, 17 phần 7. Rồi đến đây, kem lũy thừa nó lên 5 mũ 2, tức là nó sẽ bằng cái gì đây? 5 mũ 2 trên 4 mũ 2, đúng chưa? Đó, không có cái sách nào mà có cái bước này đâu nhé. Chỉ có thầy mới làm bước này để chúng ta nắm lại kiến thức này. 5 5 2, 25. 4 4 10, 16. Nhân với 17 phần 7. Giờ tử nhân tử, mẫu nhân mẫu thôi. 25 nhân với 17 trên 16 nhân cho 7. Được chưa? Những bước này chúng ta không cần làm nhé. Tuy nhiên thầy vẫn viết để cho nó chi tiết, có nhiều em sẽ không nắm được. 1 1 2, ổn chưa? Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được câu A. Đấy, cũng dài phết đấy đúng không? Nhưng mà thực ra ta rút gọn một số bước đi thì nó cũng không có dài như này đâu. Rồi, đến câu B. 4 à, chia cho 1/2 trừ 1/3 tất cả mũ gì? Mũ 3. Đấy, thì mình cứ thực hiện quy đồng ở trong gì? Trong cái ngoặc này nè. 4 để đó. 4 chia cho mẫu chung ở đây là 6. 3 x 1 là 3. 2 x 3 là 6. Trừ 2 x 1 là 2. 2 x 3 là 6. Tất cả mũ 3. Như vậy anh này sẽ bằng 4 chia cho. Thầy mới làm bước này nhé. 3 trừ 2 trên 6 tất cả mũ 3. Bước này đúng ra là chúng ta chỉ cần làm giấy nháp thôi. Rồi, sẽ bằng 4 chia cho 3 trừ 2 bằng mấy? 1. Mũ 6, 1/6 tất cả mũ 3. Đấy, đến đây thì cứ làm chi tiết nhá. 4 chia cho 1 mũ 3 trên 6 mũ 3. Được chưa? Rồi, sẽ bằng 4 chia cho 1 mũ 3 là mấy? Là 1 thôi. Tức là có 3 số 1 nhân nhau. 6 x 3, 6 x 6 là 36. 36 x 3 được là 210, 16. Rồi đến đây các em nè, sẽ thấy đây chúng ta sẽ nhân gì? Nhân đảo ngược lên. Đây, tức là nó sẽ là 4 phần gì? 4 phần 1 đó. Thì nó sẽ là 4 nhân với đảo ngược lên 216 trên gì? Trên 1. Đúng không? Rồi, sẽ là 4 nhân cho 216 chia cho mấy? Chia cho 1 nè. Để cho các em nhân cái này vào thôi. 4624 với 4 nhớ 2, 41 là 4 nhớ 2 là 6 và 42 là 8. Như vậy sẽ là 864. Ổn chưa? Xong nha. Rồi, đến bài tiếp theo. 1.24. Người ta cho mình như sau. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời thì bằng 1,5 nhân đến 10 mũ 8 km. Khoảng cách từ mộc tinh đến mặt trời là khoảng 7,78 nhân đến 10 mũ 8 km. Hỏi khoảng cách từ mộc tinh đến mặt trời gấp khoảng bao nhiêu từ gấp này? Thì chúng ta phải biết làm phép tính gì rồi đó. Đúng không? Bao nhiêu lần khoảng cách từ trái đất đến gì? Đến mặt trời. Như vậy trái đất của chúng ta là hành tinh thứ mấy? Thứ ba ở trong cái hệ mặt trời. Và trái đất của chúng ta là hành tinh tạm thời bây giờ là nó là hành tinh duy nhất có sự sống, đúng không? Đúng nào. Vậy thì ta hỏi gấp bao nhiêu thì chúng ta sẽ dựa vào câu hỏi trả lời thôi. Khoảng cách từ mộc tinh đến mặt trời gấp bao nhiêu lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời? Đấy, các em ghi lại cái câu hỏi của người ta là mình làm trả lời nè. Khoảng cách từ mộc tinh đến mặt trời gấp đi khoảng cách, các em ghi số lần thôi, gấp cái khoảng cách từ trái đất đến mặt trời
số lần là. Đấy, được chưa? Vậy thì mộc tinh là bao nhiêu? 7 phải bao nhiêu? 78 nhân với gì? Nhân với 10 mũ 8. Đúng không? Chia cho bao nhiêu? 1,5 nhân với 10 mũ gì? 10 mũ 8. Đấy, như vậy thì giải cái thằng này ra. Mình giải cái thằng này ra giấy nháp mới được nha. Như vậy cái anh này mình có thể viết được là gì? 7,78 này nhân cho 10 mũ 8 này. Chia này nếu chúng ta đặt dạng phân số được phải không? 1,5 nhân 10 mũ 8. Đúng không? Đấy, vậy thì trên có 10 mũ 8 này. Dưới có 10 mũ 8 này này, ta có thể bỏ được. Vậy thì giờ nó chỉ còn là 7,78 này. Chia cho mấy? Chia cho 1,5. Tức là gì? Các em sẽ lấy là 7,78 này chia 1,5. Đấy, các em bấm máy tính như thầy. Như vậy nó bằng bao nhiêu? 7,78 chia 1,5. Như vậy bằng bao nhiêu? 5,2 nha. 5,2. Và đây đơn vị sẽ là gì? Lần. Rồi, mình ghi đáp số. Như vậy thì cái khoảng cách này sẽ là 5,2 lần. Xong chưa? Ổn chưa các em? Rồi, sang bài tiếp theo 1.25. Bảng thống kê dưới đây cho biết số lượt khách quốc tế đến thăm Việt Nam trong năm 2019. Như vậy số liệu này rất là cũ rồi đúng không? Năm 2020-21 thì chúng mình vào cái gì? Đại dịch rồi. Rồi, như vậy ta hỏi cái gì? Các em thấy này, Hàn Quốc này, Hoa Kỳ này, tức là Mỹ đã, Pháp, Ý. Số lượt đây toàn là số mũ hết. Hãy sắp xếp tên các quốc gia theo thứ tự số lượng khách đến Việt Nam từ nhỏ đến gì? Đến lớn. Như vậy chúng ta sẽ sắp xếp. Muốn sắp xếp được tên này thì mình phải sắp xếp được gì? Số lượt khách này. Như vậy đây mình sẽ tính hết những cái anh này ra. Anh này 10 mũ 6, 10 mũ 5, 10 mũ 5. Đây cho về 10 mũ 4 hết đi nhá. Cho nó về 10 mũ 4 hết kìa. 1.25 ta có. Ta sẽ biến đổi những cái anh mũ 6, mũ 5 này thành mũ 4 hết nè. 4,3 nhân 10 mũ 6. Chúng ta sẽ biến đổi nó ra. Sẽ bằng bao nhiêu? 4,3 nhân cho 10 nhân cho 10 nhân cho mấy? Nhân cho 10 mũ 4. Đúng chưa? Đấy, vậy thì 4,3 nhân với 10 là 43. 43 nhân với 10 nữa là 430 nhân cho 10 mũ gì? Mũ 4 nhá. Được chưa? Rồi, thằng tiếp theo nè. 7,4 nhân cho 10 mũ 5. Thì 10 mũ 5 kem tách ra này, có phải nó sẽ là 7,4 nhân cho 10 nhân cho 10 mũ 4 không? Tức là 10 mũ 5 thì sẽ là 10 nhân 10 mũ 4. Đấy. Vậy thì đây sẽ là 74 nhân 10 mũ 4. Đúng chưa? Rồi tương tự 2,9 nhân 10 mũ 5. 2,9 kem nhân cho 10 mũ 5. Thì chúng ta cũng làm gì? Tương tự như vậy. 10 mũ 5 tách ra là 10 mũ 4 nhân 10. 2,9 nhân 10 nhân 10 mũ 4 thì sẽ bằng 29 nhân 10 mũ 4. Đấy, như vậy mình đã đưa được những thằng này ra rồi. Nó sẽ là 430 nhân cho mấy? 10 mũ 4 à. Thằng này là 74 à. Nhân cho 10 mũ 4. Thằng này là bao nhiêu? 29 này. Nhân cho 10 mũ 4. Thằng này là 7 nhân 10 mũ 4. Nãy giờ mình chỉ sắp xếp những số này. 4 số này. Sắp xếp được không? Như vậy nè. Chúng ta sẽ thấy này. Vì lập luận tiếp nhá. Khi chúng ta biến đổi cái thằng này ra rồi thì chúng ta lại tiếp tục là vì
Nhìn thấy em nào bé nhất? 7 nữa. Nhân 10 mũ 4 bé hơn bao nhiêu? 29. Nhân cho 10 mũ 4 bé hơn bao nhiêu? 74. Nhân cho 10 mũ 4 và anh lớn nhất ở đây sẽ là 430 nhân 10 mũ 4. Đến đây được chưa? Rồi, vậy thì vì cái điều này thì giờ mình cứ dựa vào đây mình sẽ sắp xếp được thôi. Vậy số lượt khách, số lượt khách đến Việt Nam, đến Việt Nam sắp theo thứ tự từ gì? Từ nhỏ đến lớn. Theo cái thứ tự này, từ nhỏ đến lớn sẽ là, nhưng mà các em sắp ở đây sắp tên quốc gia nha. 7 x 10 14 đầu tiên thằng gì? Ý nè. Tiếp theo đến anh nào? 29. Pháp. Được chưa? Rồi, tiếp theo đến thằng nào? 74. Đây, Hoa Kỳ. Được chưa? Và cuối cùng là anh Park Hang-seo. Đúng không? Đất nước có huấn luyện viên của Việt Nam, Hàn Quốc. Rồi, xong nhá. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái thông tin để biết là lũy thừa với cái số mũ âm đó. Như vậy đây các em cùng đọc để chúng ta biết lũy thừa số mũ âm là như thế nào. Nào, 10 mũ âm 2 đấy thì như thế nào, được chưa? Thì các em đọc cái này để chúng ta mở rộng thêm kiến thức nhé. Rồi, và đừng quên là chia sẻ kênh và video này cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.